tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em và chương trình phổ cập bơi đối với thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội sáng ngày 18 tháng 7, Công Thanh niên Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tổ chức lớp học bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Lan Duyên, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đồng chí Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hà Nội, đồng chí Dương Việt Hà, Giám đốc Công Thanh niên Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc cho biết: 14 năm tổ chức lớp bơi này thì Công Thanh niên Hà Nội và Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Bằng Linh đã tổ chức dạy bơi và phòng chống đuối nước miễn phí cho hàng nghìn lượt trẻ em khó khăn và các đối tượng trẻ em khác đến với Công Thanh niên để được rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là về kỹ năng bơi lội. Kính thưa quý vị, lớp tập bơi phòng chống đuối nước năm nay có 137 em tham gia đến từ 4 đơn vị: quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, quận Đống Đa và quận Tây Hồ. Các em sẽ được triển khai làm 4 ca học trong 12 buổi. Kết thúc khóa học này thì ban tổ chức sẽ tổ chức tổng kết cấp giấy chứng nhận và trao chứng nhận cho học viên có đủ điều kiện. Góp phần không nhỏ trong hoạt động này, 11 năm qua có sự chung tay của Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh, Hội đồng đội thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội các quận, huyện trên địa bàn thủ đô. Trải qua 11 năm tổ chức, chương trình đã phổ cập kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho hàng ngàn trẻ em, đặc biệt đã đem lại giá trị thiết thực, đầy ý nghĩa dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao thể lực, phòng chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng. Mong rằng các em sẽ coi đây là một cái điểm động lực, phấn đấu để chúng ta cùng nhau hoàn thành cái khóa học bơi và chúng ta sẽ có thêm cái động lực để bước vào năm học mới. Chia sẻ tại lễ khai mạc, em Vũ Gia Bách, học sinh lớp 3A1, trường tiểu học Trương Trắc cho biết rất hào hứng khi được tham gia lớp dạy bơi miễn phí. Bách rất thích bơi lội nhưng do điều kiện gia đình nên chưa thể đi học bơi. Tại chương trình, các vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu đã thể hiện những kỹ năng bơi thuần thục của mình tại bể bơi Tăng Bản Hồ. Đây là sự động viên tinh thần quý báu, giúp các em thiếu nhi có thêm động lực học bơi, có thể góp một phần sức mình vào nền thể thao nước nhà. Ngay sau lễ khai mạc, 137 em thiếu nhi đến từ 4 đơn vị quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa. Các em sẽ được chia thành 4 ca, trải qua 12 buổi học. Lễ tổng kết lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận cho học viên đủ điều kiện.